để đặt chân đến địa điểm như thế này thì bọn mình đã trải qua những kiếp nạn nào? Chị thấy em xuống là chị lo chị leo xuống luôn rồi. Nhìn cảnh vật như thế này thì đâu ai nghĩ là sẽ khó khăn đâu ha. Cha nội có mùi khác đâu rồi. Thôi đăng ký đi, để tới đoạn kia rồi. Thôi quá, để tí xíu đi. Thấy nội luôn hả? Thấy bà không? Sao căng vậy? Tành ơi, mỗi hành trình là một kỷ niệm. Mà các kỷ niệm lần này các bạn chắc có lẽ là khó phai nhất rồi. Thời gian như một kho báu vô giá mà không ai có thể đánh giá đúng được. Mỗi ngày chúng ta được tặng 24 giờ để học hỏi, để yêu thương và để đạt được những ước mơ của mình. Nhưng đôi khi chúng ta không thực sự nhìn thấy giá trị của thời gian cho đến khi nó trôi qua. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Vivo Cùng Tăng nha. Chuyến hành trình khám phá nào cũng vậy các bạn, cũng sẽ có nhiều thử thách nè, và sẽ có một số khó khăn, thậm chí là đi vào những cung đường tắt như thế này nè các bạn, theo đúng nghĩa đen luôn, là con đường bế tắc luôn á nha. Mặc dù là cách cái điểm mình đến đó các bạn chỉ còn một vài cây số nữa thôi, nhưng vì cái đường đi nó chắc chở và chị Google dắt mình đi cái đường này nè các bạn, rất là khó đi luôn. Và xe đứa em mình thì không thể nào đi theo mình được rồi, nên bắt buộc là mình phải xuống và tìm một cái đường khác để đi ha. Chứ đường đi như thế này mà mình cố gắng mình chạy á, thì cái xe tay ga của đứa em mình nó chạy theo các bạn, chắc một hồi là banh cái xe nó luôn quá. Lúc sớm nó bường chạy lên đó các bạn là đã có mùi khác rồi, nguy cơ cháy cái nồi xe rất là cao rồi các bạn. Giữa đồng không mong mạnh như thế này, xe mà nó hư một cái á thì xem như chuyến này anh em mình ngủ trong gừng luôn á. Còn câu chuyện bỏ cuộc chỉ chừng á thì chắc chắn sẽ không có rồi ha. Mình sẽ chạy xuống đây và sẽ tìm một con đường khác đi cho dễ hơn ha. Bây giờ cũng đã xế chiều rồi, nhóm bọn mình phải tranh thủ tìm cái đường khác để đi, chứ ở đây mà xào quằn một hồi á chắc tới khuya mới tới nơi quá. Cái đường hồi nãy đứa em mình nó chạy lên không được mọi người, chiếc xe tay ga chạy lên cái đường tắt đó, nó cái bố nó khét rồi mọi người, bố nó kêu quá kêu xong rồi nó có mùi luôn, nên bây giờ mình sẽ đi đường này. Cái đường nãy là đường đi cắt ngang, đường này đường tôi mới làm sao nè. Đúng là mấy lần mình đi phượt các bạn, mình bật Google Maps lên là mình chọn vị trí là đi xe máy không à, nên cũng sẽ có lúc á là chị Google chỉ mình đi những con đường là dành cho xe máy thôi, là những con đường nó rất là khó chạy luôn, và thậm chí là giống như con đường hồi nãy ha, tức là lên đèo xuống đèo, lên đèo xuống đèo thôi, chứ không phải là con đường bê tông như thế này. Nên mình cũng sẽ có kinh nghiệm cho những lần đi phượt tiếp theo, đó là mỗi lần mình bật bản đồ lên các bạn, mình sẽ chọn vào là di chuyển là bằng ô tô, và thêm cái một nữa là mình sẽ không tích vào những cái đường cao tốc ha, thì chị Google Maps sẽ chỉ mình đi những con đường lớn như thế này, thì nó cũng sẽ tránh đi cái rủi ro lại vào những cung đường khó đi ha. Và Tăng cũng mong rằng đây cũng là một cái kinh nghiệm có thể chia sẻ với các bạn ha, sẽ hữu ích đối với các bạn nào đi phượt đường dài và đi vào những cung đường mới lạ ha. Và đợt này mình đi thì cũng rất là may mắn luôn các bạn, là mình đi vào trời nắng ráo nè, không có mưa gió nhiều thì mình đi rất là thoải mái luôn ha. Còn riêng vào mùa mưa các bạn thì đường xá nó sình lầy nè, mình chạy xe cũng khó nữa ha. Giống như con đường hồi nãy mình chạy lên dốc các bạn, mà gặp trời mưa thì thôi rồi, không dám chạy lên luôn, vì đường nó trơn mà, cộng thêm dốc cao và đường sình lầy nữa các bạn, một bên là vực, một bên là vách núi nữa, rất là nguy hiểm luôn ha. Nếu mà gặp tình cảnh đó chắc là bỏ cuộc luôn quá các bạn ơi. Và cái con đường bê tông mình đang đi này các bạn thì người ta cũng đang hoàn thiện thôi, đường thì có thể đổ bê tông hết rồi, còn hai bên thoát nước thì người ta đang làm những cái cống thoát nước. Có những đoạn á là một bên tay phải mình nè rất là nhiều đất đá luôn ha. Gặp những con đường như thế này nè các bạn thì theo lời khuyên của Tăng ha, là mình hạn chế đi vào những ngày mưa nha. Ngày nắng á, thì mình có thể lên đây mình check in, mình vui chơi ở trên đây, còn vào mùa mưa á, thì mình lên đã khó rồi ha, cộng thêm việc mưa gió nhiều nè thì sẽ dễ dẫn đến cái trường hợp là sạt lở đất đá ha. Mình chạy xe thì cũng rất là nguy hiểm luôn ha, và lên trên đó gặp trời mưa thì mình cũng không thể nào mình thì nó check in hay chụp hình với phim gì được. Nên các bạn lưu ý khi đi phượt ở Tây Nguyên và đặc biệt là cái cột mốc ngã ba Đông Dương này thì các bạn hãy lên lịch trình và nghiên cứu thời tiết cho nó ok ha. Chứ đi phượt mà gặp thời tiết mưa gió thì su cà na lắm các bạn ơi. Và với con đường rộng rãi như thế này thì xe ô tô hay xe khách gì chạy cũng thoải mái rồi ha. Có bạn nào đang xem video của Tăng mà có cảm giác giống như Tăng không ha? Nơi mình sinh sống á các bạn thì không có núi non trùng trùng đẹp đẹp như thế này, và mình là một người cực kỳ thích thiên nhiên luôn, nên mỗi lần mà đi phượt
gặp cảnh sắc thiên nhiên bao la như thế này làm cho mình nhớ lại lúc nhỏ, thì nhìn ở đâu nó cũng rộng lớn, nó cũng xa xôi hết các bạn. Thì bây giờ cảm xúc nó cũng vậy đó, nó bồi hồi nè, rồi nó nôn nao làm sao á. Ở khoảng trời này thời gian hầu như nó dừng lại luôn rồi các bạn ơi. Các bạn hãy cùng chia với Tăng một đoạn đường này nhé. Thời gian như một kho báu vô giá mà không ai có thể đánh giá đúng được. Mỗi ngày chúng ta được tặng 24 giờ để học hỏi, để yêu thương và để đạt được những ước mơ của mình. Nhưng đôi khi chúng ta không thực sự nhìn thấy giá trị của thời gian cho đến khi nó trôi qua và không thể lấy lại được. Mỗi giây trôi qua đều là duy nhất. Hãy trân trọng và biết ơn từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Được lên lên Phan. Ê, hỏi lên. À, chiếc xin giấy tờ. Thế. 85C0713. Đây mọi người. Đây mọi người là đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đề nghị hành khách tham quan mốc ngã ba biên giới Việt Nam Lào Campuchia dừng lại xuống xe và xuống xin giấy tờ. Ok, mình đã tới cái cửa khẩu Bờ Y rồi mọi người. Đây mình sẽ xuống luôn không? Đây mình sẽ lấy. Để hướng dẫn. Để chứng minh từng người à? Em đưa anh cái chứng minh. Dạ hai xe. Chứng minh hết luôn anh ha. Anh là với một người. Trời ơi, bao nhiêu nhanh cũng lục quá nhanh. Được. 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 Em thấy được. Cái kia nó lùi. Chứ sao né? Nó lùi sát vô nền. Tại mai giờ rồi, cảm ơn anh. Sau khoảng thời gian 50 phút gì đó các bạn, thì bọn mình cũng đã làm xong cái thủ tục là đi lên cái điểm check-in của mốc ngã ba Đông Dương này rồi ha. Để Tăng chia sẻ một chút xíu về cái thủ tục để mình đi lên cái điểm tham quan này cho các bạn nào chưa từng đi ha. Thì thủ tục thì cũng không quá rườm rà đâu các bạn. Chỉ cần mình chạy đến cái chốt biên phòng thì mình chỉ cần xuất trình căn cước công dân ha, để cho anh ghi vào cái sổ luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy lại chứng minh ha. Và thế là mình đã làm thủ tục xong, rồi tiếp tục di chuyển đi đến điểm tham quan ha. Và có một cái điểm lưu ý cho các bạn là ở đây là không có tốn phí gì hết nha. Mình chỉ lại là xuất trình giấy tờ để cho anh ghi chép lại, thế là xong thôi. Thủ tục rất là đơn giản và nhanh gọn luôn ha. Và với cung đường này thì xe ô tô cũng chạy rất là thoải mái luôn. Nhưng có một cái lưu ý á, giống như lúc nãy Tăng nói á, là cái cung đường này là các bạn, là đường bê tông thôi, và cái dốc nó cũng hơi cao cao á, nên vào mùa mưa thì rất là trơn trượt luôn ha. Thì mình cũng hạn chế đi vào mùa mưa lên trên đây, tránh tình trạng là xe mình chạy lên nó bị chợt bánh á các bạn, thì cũng rất là nguy hiểm luôn ha. Và ngay vị trí chốt biên phòng lúc nãy các bạn thì sẽ có hai hướng ha. Một hướng là mình sẽ đi lên cái điểm tham quan check-in cột mốc ngã ba Đông Dương này. Còn một cái hướng nữa là mình sẽ đi đến cái cửa khẩu quốc tế Bờ Y ha. Vậy là sau bao nhiêu ngày rong ruổi thì bây giờ thì nhóm bọn mình chỉ còn cách điểm tham quan check-in cột mốc ngã ba Đông Dương này vài trăm mét nữa thôi. Cảm giác thật là sung sướng làm sao. Tuy là cung đường chạy có rất là nhiều khó khăn, chạy qua rất là nhiều cái trạm chốt, đi từ Sài Gòn lên tới Kon Tum này, cộng thêm nữa là chạy xe đường dài như thế này, thì cái đít mình nó cũng ê luôn.
nhưng mà thành quả thì cực kỳ xứng đáng ha. Nên bởi vậy khi mình còn trẻ nè, mình còn sức khỏe nè, thì mình nên tận hưởng cái thời gian đó và tự thưởng cho mình những chuyến đi, những chuyến phượt và những chuyến khám phá như thế này, để mình có thể mở rộng tầm mắt nè, mình khám phá thiên nhiên hùng vĩ nè. Ở trên mảnh đất Việt Nam của mình còn rất là nhiều cảnh đẹp luôn để mình khám phá. Nói như vậy là không phải lúc nào mình có tiền là mình đi du lịch hết nha. Mình cũng phải cân đối mọi thứ để làm sao cân bằng giữa cuộc sống nè và cái trải nghiệm riêng của mình. Đó là điều tuyệt vời nhất. Cột mốc biên giới Việt Nam Lào Campuchia, độ cao 1086m. Được rồi, chưa đi không? Chưa đi, chưa đi. Thấy đi xe này xót xe hồ quá. Ý nói là hơi giật này về thì nói ông chú nhà nói con mới đổi xe nè, ba lấy xe này. Con lấy xe kia dọc đường con mua chiếc khác. Xin chào mọi người, hình như mình nhìn vô trong cái đó là nó có bản tiền thế giới kìa. Nè, hơi nắng này nha. Cảm ơn các anh đi lấy đồ pin luôn. Cảm ơn. Lấy xe luôn chị ơi. Hả? Để bỏ đi. Bánh kỹ thua kìa. Thẳng lại đi. Phiên bản không có. Đây. Ủa leo xa không Thuận? Em không biết nhưng mà như mấy trăm bậc. Độ cao kìa. Độ cao là 1000 mấy đó. Mình đến đây thì cũng đã xế chiều rồi các bạn. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy không? Cũng có rất là nhiều lượng xe ô tô ha. Và cặp bên cái chỗ ghế xe mà nè các bạn, ở đây người ta cũng trưng bày rất là nhiều cái loại tiền tệ trên thế giới luôn. Nhìn sơ qua thì mình có thể điểm danh được một vài đồng tiền, và người ta có ghi chú tên của cái nước phát hành đồng tiền đó luôn nè. Để mình quay sơ qua một vài cái tên cho các bạn cùng xem ha. Indonesia nè, Trung Quốc nè, Ấn Độ nè, Uzbekistan nè, Bhutan nè, và rất là nhiều cái loại tiền khác nữa. Và mình có thể xem và có thể mua về làm quà nè, hoặc làm kỷ niệm cũng được. Ngoài ra ở đây còn là cái khu căng tin đó các bạn, mình có thể mua nước uống và ngồi nghỉ ngơi ở nơi đây. Phí gửi xe ở đây là 10.000 cho một chiếc nha. Bãi đậu xe dành cho ô tô nè và xe máy thì cũng rất là rộng rãi luôn ha, nên các bạn cứ yên tâm mà chạy vi vu lên đây. Có lẽ trong mỗi chúng ta đều có những cột mốc riêng để mình phấn đấu và chinh phục nó. Nguồn năng lượng tích cực sẽ đưa chúng ta đi đến mọi nơi, vì vậy hãy luôn luôn tin vào bản thân mình nhé. Hello mọi người, bây giờ bọn mình đã lên được cái điểm là cột mốc biên giới nè, giữa Việt Nam nè, Campuchia nè và Lào nè. Ở độ cao là 1086m tọa độ nè. Và mình sẽ gửi xe bên kia nha, gửi xe bên kia xong rồi mình sẽ đi bộ lên. Mình gửi xe xong rồi mình sẽ đi bộ nè mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên nha. Anh, cái đường hồi nãy là nó đi thẳng cột mốc luôn hả? Thẳng qua đây nè. Thẳng qua đây dạ, chứ sao cũng phải qua đây ạ. Đúng rồi. Wow, sương mù kìa. Mọi người, phong cảnh này rất đẹp nè. Không, chúng ta hồi có mây bay là đà nữa. Ừ. Là quá tuyệt vời. Mây dí hả? Ừ. Wow. Không tin còn nhiều lượng. Em ơi, anh quay nè. Xin chào, anh chào. Đây, đây là dạng động viên đi leo núi Sapa. Thôi mình chạy tiếp đi, mình còn năng. Mang, nè, mang bình nước nè. Hồi hết nước, không có nước đâu mà uống nha. Wow. Ủa tới rồi hả? Tới rồi mọi người. Ủa? Đây. Đây nè. Tới rồi kìa. Lên tới rồi. Mọi người ơi, giờ nhóm mình đã lên tới địa điểm rồi. Và chỉ ai check in thôi. Đây. Việt Nam. Đây. Ừ. Cũng có nhiều người ta check in lắm nè. Vậy là mục tiêu đặt ra được hoàn thành rồi các bạn ơi. Nguyên cả quãng đường mình đi từ cái chốt biên phòng mình lên tới chỗ gửi xe ha, thì mình cũng thấy rất ít xe, chỉ có lác đác vài chiếc ô tô và chiếc xe khách thôi.
mình cứ nghĩ là sẽ ít người, nhưng không ngờ các bạn ơi, mình đi bộ lên đây thì có rất là nhiều cô chú anh chị người ta đứng ở đây, người ta chụp hình luôn. Quá xa đông luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng ha. Cảm xúc mình lúc này các bạn không biết diễn tả như thế nào đây. Rất là bồi hồi và cảm xúc luôn. Nó lăng lăng á. Cái địa điểm này được gọi là một con gà gái cả ba nước đều nghe ha. Mình sẽ nhường cho mọi người chụp hình check in trước đi. Mình sẽ đi dạo một vòng ha, khám phá coi nước bạn Lào và nước bạn Campuchia, để xem coi quang cảnh xung quanh ở các nước bạn thì sẽ như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ quay lại chụp hình check in cột mốc này. Từ vị trí trung tâm mà cái cột mốc đó các bạn, thì nó sẽ có hai hướng. Một cái hướng mình đang đi nè các bạn là biên giới của nước bạn Campuchia nha. Chỉ cách vài bước chân thôi, bây giờ mới là đặt chân lên nước bạn Campuchia rồi. Mình cùng nhau đi xuống dưới khám phá rồi xem sao nha. Đất nước Việt Nam mình trải dài từ Bắc chí Nam theo hình chữ S, với đường biên giới phía Bắc là giáp với Trung Quốc nè, phía Tây thì giáp với Lào và Campuchia. Tại vị trí phía Tây của lãnh thổ Việt Nam mình thì có một cái địa điểm giao nhau giữa ba nước Đông Dương, đó là Việt Nam nè, Lào và Campuchia. Và ở địa điểm này có một cái câu ví von rất là hay, đó là một con gà cắt tiếng gái thì cả ba nước đều nghe hết. Và cũng chính vì điều này, nơi đây trở thành một cái điểm tham quan thu hút rất là nhiều khách thập phương, khách du lịch ở khắp nơi đến đây tham quan và check in cái cột mốc này. Nhìn chung á, thì ở phía hàng xóm Campuchia toàn là đất rừng thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi qua hướng của nước bạn Lào nha. Hồi nãy nhập cảnh qua nước Campuchia rồi, bây giờ mình sẽ nhập cảnh về Việt Nam, xong sau đó là mình nhập cảnh tiếp tục đi qua nước bạn Lào ha. Ở đây có một điều mình để ý với các bạn là mặt trời nó xuống rất là nhanh luôn. Hồi nãy trời rất là nắng luôn ha. Mình đi qua hướng Campuchia và bây giờ là hướng Lào thì mặt trời đã xuống luôn rồi các bạn. Công nhận nhanh thiệt ha. Còn cái hướng mình đang đi là nước bạn Lào nha. Nó cũng không khác gì phía bên Campuchia hết các bạn. Xung quanh là rừng với núi thôi. Núi non ở đây á, thì trùng trùng điệp điệp luôn. Cột mốc ngã ba biên giới này được tọa lạc trên độ cao là 1086m so với mặt nước biển. Được đặt tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Cột mốc biên giới giữa Việt Nam, Lào và Campuchia được xác định bởi hiệp ước đường biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, được ký vào ngày 26 tháng 8 2008 tại Hà Nội. Đây nè. Campuchia. Đi một lúc ba nước luôn. Làm biểu là ba nước. Quá dữ rồi. Còn đây là cái cây hữu nghị được ba nước trồng, ghi nhớ tình hữu nghị giữa ba nước Đông Dương, đó là Việt Nam, Lào và Campuchia. Đây, cô bán dưa hấu lên độ cao 1086m bán dưa hấu. Bán ngay hết trái luôn. Mà hôm nay mua hết mình thử luôn. Đem lên tới đây, vác lên tới đây mà bán không ai mua chứ. Ăn lấy ăn hết luôn. Trời ơi, dễ sợ. Có mình bảo ăn hết cho nguyên trái hấu luôn. Quá dữ quá. Mình đang ăn ở bên Lào nha mọi người. Tại vì hôm nay mình nhập cảnh qua Lào, mình ăn bên Lào. Dưa hấu này ở Việt Nam đem qua nè. Đây mọi người, sau khi mình ăn xong mình bỏ một gác này. Và mình nhìn thấy phía bên chỗ phía của nước bạn Lào mọi người. Mọi người đang ngồi ăn luôn nè. Có nhiều rồi. Bây giờ mình tiến hành lùm gác. Hôm nay đó rồi. Rồi. Để gom gọn lại. Để bên kia có thằng đó. Bỏ gác đi. Còn bên này nữa nè, bên này. Hết bọc không? Bọc hết rồi. Mọi người nên có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường nha mọi người. Không phải là ở đây có người dọn, mình phải mình mang rác đến, mình phải mang rác. Rồi,
đi bỏ rác đó chà, đi nhiều lắm á, rồi đi qua đi bỏ con rác đi, đi đi không bỏ vô một bữa không bỏ không thôi thôi thôi. Bỏ vô. Ở khu vực quanh cái cột mốc này các bạn, người ta cũng bố trí cho mình vài cái thùng rác á, để cho mình đến đây tham quan nè, mà mình có đem đồ ăn, thức uống thì mình có thể bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định. Nhưng mà theo mình quan sát các bạn ơi, xung quanh rất là nhiều cái chai nhựa, bọc ni lông và thậm chí là những chai thủy tinh nữa, nhìn không thấy thẩm mỹ tí nào hết. Ở phía trên bệ ngồi á thì không có ha, nhưng mà phía sau lưng nè, ngay chân vị trí mà cỏ mọc nhiều nè thì rất là nhiều rác luôn, mọi người cứ vô tư xả. Và hiện tượng này thì không chỉ riêng ở khu du lịch này thôi, hầu như là ở mọi nơi và thậm chí là ở ngoài đường luôn nữa là người ta vô tư xả luôn các bạn. Và hầu như là rất ít người, người ta bỏ đúng nơi quy định ha. Như thế này thì mình thấy không có ok cho lắm. Chẳng ai muốn đến tham quan hay check in một địa điểm nào đó mà xung quanh rất là nhiều rác. Thế là những người bạn mắc hội chứng ODC của mình bắt tay ngay vào cái công cuộc là dọn rác ha. Thì dọn rác như thế này chỉ là tạm thời thôi các bạn. Còn nguyên nhân và cách giải pháp tốt nhất đó chính là ý thức trong mỗi chúng ta. Mọi người cùng chung tay thì nó sẽ xanh sạch đẹp hơn ha. Và Tăng hy vọng rằng các bạn đi phượt đến những nơi như thế này và những cái nơi công cộng khác, nếu có mang đồ ăn thức uống đi theo thì hãy mang theo bên mình một cái bọc ni lông ha. Rồi mình bỏ vào đó sau khi mình ăn xong, rồi mình tìm cái thùng rác gần đó mình bỏ vào ha. Và Tăng mong rằng những năng lượng tích cực như thế này sẽ lan tỏa đi khắp mọi nơi và góp phần vào môi trường mình nó xanh sạch đẹp hơn tí ha. Như vậy mới là dân đi phượt chánh cống nè. Chào mọi người, bây giờ mình check in xong rồi thì mình sẽ đi về thôi mọi người, về trung tâm công tâm thôi. Vậy là nhóm bọn mình cũng đã hoàn thành được cái hành trình khám phá cột mốc ngã ba Đông Dương này. Và cũng rất là may mắn, trên cái chuyến đường mình đi thì mọi thứ đều thuận lợi hết. Cũng gặp đôi chút khó khăn nè, nhưng mà nhóm mình cũng đã vượt qua hết tất cả để đến đây. Bọn mình làm được thì chắc chắn các bạn cũng sẽ làm được ha. Nếu có ước mơ, có hoài bão, có thêm một chút cố gắng nữa thì mình sẽ hoàn thành được mục tiêu mình đặt ra ha. Và bây giờ mình sẽ tạm biệt cột mốc cái ba Đông Dương này ha. Anh em của mình sẽ xuất phát về lại trung tâm Kon Tum, nghỉ ngơi ở đó một đêm, rồi sáng hôm sau mình sẽ check in một vài điểm ở Kon Tum nữa ha. Và các bạn hãy chờ đón xem ở phần tiếp theo trong chuyến hành trình này của bọn mình nha. Và cho Tăng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đang xem video của Tăng nha. Nếu thấy video hay hãy cho Tăng một like, một share và một comment với nhé. Và bây giờ Tăng xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo của Tăng. Chào mọi người ơi, chào chưa rồi. Bye bye. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye.